anh chị, em là Long đến từ Du Việt Nam. Bên em chuyên cung cấp những loại máy công trình, thiết bị xe nâng phục vụ cho nhà xưởng và các nhà thầu xây dựng. Hôm nay nhân dịp lô xe nâng mới về thì em sẽ giới thiệu cho mọi người mẫu xe nâng rất là thông dụng của Zoom, chạy dầu diesel, có trọng tải 3 tấn. Với đối trọng nâng 3 tấn thì mẫu này có model là FD30Z. Động cơ của nó sử dụng là động cơ Isuzu C40 của Nhật Bản, rất bền bỉ và nó có thể làm việc liên tục nhiều giờ với hiệu suất tối đa mà không lo bị quá tải. Hộp số thì hoàn toàn tự động, nhạy và độ bền cực cao. Tay trang điều khiển nâng hàng bằng thủy lực thì được bố trí ở gần tay phải, rất thuận tiện cho người lái. Phần cabin có góc nhìn tứ phía rộng rãi. Một cái điểm rất hay của cabin của FD30Z nữa là nó có phần mái che mưa nhưng mà vẫn có thêm phần khoảng trống phía trên để người lái có thể quan sát thuận tiện hơn. Thiết kế thì nhỏ gọn, tối ưu về kích thước và rất dễ dàng di chuyển trong các nhà xưởng có nhiều hàng hóa, lối đi lại thì chật hẹp. Hệ thống đèn chiếu sáng thì hoàn toàn là đèn LED, tiết kiệm năng lượng và độ bền cao. Đèn xi nhan thì được bố trí hợp lý, giúp người xung quanh dễ dàng nhận biết hơn. Hệ thống tay phanh và phanh chân với trợ lực bằng thủy lực, giúp người lái thao tác nhẹ nhàng hơn. Về cụm màn hình và đồng hồ hiển thị thì rất đầy đủ các thông số như là nhiệt độ động cơ này, tình trạng nhiên liệu và báo lỗi. Hơn nữa nó được thiết kế chống nước và có thể bố trí gọn gàng, giúp việc thay thế sửa chữa nhanh chóng hơn. Bánh lái và xi lanh ở phía sau thì có kết cấu dạng kéo đẩy hai bên, giúp dễ dàng thay đổi góc lái. Phần đối trọng thì được thiết kế góc vát và kích thước nhỏ gọn, giúp cho xe nâng có thể di chuyển dễ dàng ở phạm vi hẹp. Đấy là một vài những đặc điểm cơ bản và nổi bật của mẫu xe nâng rất thông dụng của Zoom Lion có model là FD30Z này. Zoom Lion thì là tập đoàn hàng đầu thế giới về sản xuất thiết bị và máy móc công trình. Hiện tại thì công ty Zoom Việt Nam đang là đơn vị phân phối chính thức thiết bị của nhà máy tập đoàn Zoom Lion. Nếu các anh chị quan tâm và cần tư vấn thêm về thông số chi tiết cũng như là những cái thắc mắc và băn khoăn của bản thân thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới hotline của Zoom Vina hoặc truy cập vào website zoomvina.com và hẹn gặp lại các anh chị trong những clip sau.